Cháu là được bên công ty môi giới giới thiệu để làm giúp việc cho nhà mình ạ. Ô xin bây giờ mà ăn diện gớm nhỉ, ăn mặc lộng lẫy hơn cả chủ nhà. Con kia, lại đây lau dép cho tao lên. Em bảo ai là con kia? Tao bảo mày đấy. Nhanh cái tay lên. Rồi mày làm gì kia? Có phải hàng ngày mày dọn dẹp nhà cửa, mày theo dõi tao, cất tiền trong két sắt đúng không? Bây giờ mày mở lấy hết tiền trong két sắt cả túi của tao, không còn tí gì. Bây giờ mày nôn tiền ra hay là mày thích tao đánh cho mày một trận, sau đó đưa mày lên công an hả? À, cháu chào cô ạ. Cháu là được bên công ty môi giới giới thiệu để làm giúp việc cho nhà mình ạ. Ô xin bây giờ mà ăn diện gớm nhỉ, ăn mặc lộng lẫy hơn cả chủ nhà đấy. Cô cũng thấy đẹp đúng không ạ? Cháu lựa mà lại. Tao nói thế mà mày không hiểu à? Mày đi làm ô xin chứ không phải mày đến đây là cái sàn diễn thời trang để mày hạ thẹo đi vào nhá. Vào thay quần áo rồi làm việc đi nhanh lên. Dạ vâng ạ. Ớ vật. Chả ra cái kiểu gì. Mẹ. Ừ? Ai đây? Ô xin mới à? Lại những người để hành hạ hầu hạ rồi đây. Con kia, lại đây lau dép cho tao nhanh lên. Em bảo ai là con cơ? Tao bảo mày đấy. Bây giờ mày về làm ô xin nhà tao ấy thì tao nói gì mày cũng phải nghe, rõ chưa? Em nói chuyện với người lớn mới đàng hoàng một tí chứ. Em muốn chị làm gì thì ít ra em phải nói cho tử tế. Đằng nào chị cũng hơn tuổi em cơ mà. Ồ, tao là chủ, mày là tớ ấy. Thì tao nói gì mày cũng phải nghe. Làm gì có của mày ngang hàng với tao. Mày có tin tao tám mặt mày không hả? Hả? Tin không? Con gái tao mày đúng đấy. Mày làm đi, nhanh nhanh tay lên. Chậm một tí là tao trừ lương đấy. Mẹ, mẹ. Gì con? Mẹ nhìn xem, túi đẹp không? Mẹ cho con tiền mua đi, có vài chục triệu thôi. Đầu tháng mẹ vừa mới cho con mấy chục triệu xong cơ mà. Con tiêu gì mà nhanh nhét thế? Mẹ này, tiền bao giờ là đủ đâu. Với cả ấy, mẹ cho con thêm tiền mua nốt cái túi này thôi, không xin mẹ nữa đâu nhá. Mẹ hết tiền rồi, mày đi mà xin thằng anh mày, người yêu nó là chủ tịch cơ mà. Con xin anh trai con rồi, nhưng mà anh ấy đi công tác rồi còn đâu. Với cả còn hình như anh ấy với cả chị ta cãi nhau rồi, anh con chẳng sâu mối được cái gì cả. Mà mẹ không biết bao giờ anh Lâm mới lấy vợ nhỉ? Để mẹ giúp nó xem sao. Chồng thì phải theo nhà chồng, con hiểu chưa? Sau này tiền của nó về hết nhà mình, mẹ con mình tha hồ mua sắm chi tiêu. Mà mẹ bảo này, sau này nó về làm dâu nhà mình ấy, mẹ con mình phải đối xử tốt với nó một tí, con hiểu chưa? Để khi tiền bạc tài sản của nó sang hết tên nhà mình rồi, lúc ý mình đuổi nó đi không muộn con ạ. Con kia, rót cho ta ly nước đi nhanh lên. Vâng ạ. Hóng hớt. Nhanh cái tay lên. Rồi mày làm gì kia? Cháu xin lỗi. Cháu xin lỗi ạ. Làm mới chả ăn. Chả ăn trò trống gì cả. Chẳng được tích sự gì cả. Mẹ nhở. Đây, mày bóp đây cho cô này. Vâng ạ. Alo, Lâm đi à? Thế con đi công tác bao giờ con về? Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con đấy. Hả? Gì cơ? Úi dồi ôi, giờ này mà vẫn còn ngủ á? Mà này, tao nghe thấy cái tiếng con gái nào bên cạnh mày đấy hả? Ôi, cẩn thận đấy con nhá. Con người yêu nhà mày nó mà biết ý thì hỏng hết cả chì lẫn chài đấy con ạ. Này nó ngu dại thế không biết. Ai? Cái con danh này mày định giết tao đấy à? Cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu. Con này mày dám đánh mẹ tao hả? Cháu xin lỗi ạ. Này, xin lỗi mà xong à? Hả?
Tháng này tao phạt mày không công mày hiểu chưa? Cút vào trong nhà, nhanh lên có mọ rộng. Đi vào nhanh nhanh lên. Tại thằng anh mày đi ngủ với gái ngu lắm ý. Mẹ thôi, mẹ biết thừa tính của anh Lâm trăng hoa rồi còn gì nữa. Mẹ đừng có nghĩ nhiều nữa mẹ nhớ. À hay là lát nữa con dẫn mẹ đi shopping, mẹ thích cái gì con mua cho mẹ, anh Lâm cũng gửi tiền rồi mẹ ạ. Cụ mày là con người yêu nó ngu không biết gì, chứ nó mà biết đấy thì lòng hết cả chì lẫn chài con ạ. Thôi mẹ tức nhá, có bao phạt cho mẹ. Đây rồi. Con Trang, con Trang đâu rồi? Dạ, có chuyện gì đấy ạ? À? Mày, có phải mày ăn cắp tiền của tao đúng không? Dạ không, cháu có tiết tiền của cô ở đâu đâu ạ? Mày không biết, thế tại sao cái túi này của tao trong tủ quần áo của mày hả? Có phải hàng ngày mày dọn dẹp nhà cửa, mày theo dõi tao, cất tiền trong két sắt đúng không? Bây giờ mày mở lấy hết tiền trong két sắt cả túi của tao, không còn tí gì. Cháu không lấy ạ. Cháu... Mày... Mẹ, có chuyện gì đấy? Con danh con này, nó ăn cắp hết tiền của mẹ con ạ. Ôi, rồi, ăn cắp hết tiền á? Con này, mày quỳ xuống tao, quỳ xuống. Trong cái nhà này, chỉ có mày là người nghèo nhất thôi. Chắc chắn là mày đã lấy tiền của mẹ tao đúng không? Bây giờ mày nôn tiền ra, hay là mày thích tao đánh cho mày một trận, sau đó đưa mày lên công an hả? Ôi, mày khai đi. Sao vừa về đến nhà có chuyện gì ở Mỹ thế? Đấy anh xem, đây là con giúp việc mới nhà mình, ăn cắp tiền của mẹ đấy. Em với mẹ đang tính đưa nó lên đồn đấy. Ừ. Đưa lên công an á? Vâng. Loại này không cần đưa lên công an làm gì cho rách việc cả nhá. Loại này chỉ có đánh chết đi thôi. Anh là anh ghét nhất cái thể loại như này này. Mà anh về một mình à? Chị dâu đâu? À, người ta đi công tác rồi. Với cả anh nói luôn, sau này lấy về á là anh cấm tiền. Công ty ấy phải đưa giao cho anh để anh làm. Còn nó chỉ ở nhà hầu hạ gia đình mình thôi. Con trai mẹ nói chí bản. Mà thôi mà thôi, bây giờ phải giải quyết con danh này đã. Ừ. Trang, em đứng lên đi. Chuyện này thế nào? Sao lại ở đây? À. Đồ khốn à! Con ta là bạn con à? Mẹ, đây là người yêu con. Cũng là sếp của con đấy mẹ. Cô ta là con dâu tương lai à? Con ơi, con ngồi xuống đây, con uống nước gì bác pha cho nhá. Dạ thôi không cần đâu. Thì ra đây là lý do mà anh không muốn đưa tôi về nhà ra mắt à? Không, em... Vì cả nhà anh đang thực hiện một kế hoạch để lừa dối tôi nữa. Không, Trang, em phải nghe anh giải thích đã. Nếu mà tôi không cử anh đi công tác, nếu như tôi không giả vờ làm ô xin ở cái nhà này, thì không biết đến bao giờ mà tôi mới biết được cái sự thật này nữa. Nhưng mà Trang, em phải nghe anh giải thích đã. Chuyện này thực ra chỉ là hiểu lầm thôi. Em phải... Con dâu là chủ tịch là không lấy tiền của bác rồi. Thế vậy tiền của bác ai lấy nhỉ? Bác thử hỏi cái đứa con gái quý hóa của bác xem. Chính cô ta là người ấy lấy tiền rồi ném túi của bác vào phòng của tôi đấy. Nếu không tin thì bác kiểm tra camera thì biết. Còn kia tiền đâu? Mẹ, con tiêu với cả chồng người yêu vay hết rồi mẹ ạ. Mày, trời ơi, sao mày ngu thế hả con? Mấy tỷ bạc tao gom bao nhiêu người để tao đi đầu tư quay nặng lãi, bây giờ bọn xã hội đen nó giết chết tao chứ. Mẹ, tại sao
Tại sao mẹ lại còn dây dưa cả xã hội đen là sao? Con dâu ơi, con giúp bác được không? Bác xin con đấy. Bác à, con xin lỗi. Cho dù cả nhà bác có đi ăn mày để trả nợ đi nữa thì cũng không liên quan đến con bác ạ. Anh Lâm, mình chia tay đi. Từ ngày mai anh cũng không cần phải đến công ty làm việc nữa đâu. Chào cả nhà. Trang. Ôi. Mày ý. Ôi là rồi. Muốn tìm việc kinh doanh tốt, hãy đến với tìmviec.com.vn.